Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Giang quá Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm văn quá Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc Hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021 trong chương trình thời sự hôm nay có bài Người dân thành phố Châu Đốc tích cực tham gia phòng chống tội phạm. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 7 tháng 12, thành phố Châu Đốc ghi nhận 32 bệnh mới. Trong cộng đồng không, trong khu phong tỏa không, trong khu cách ly tập trung 8, khu cách ly trường Châu Thị Tế 8, trong khu cách ly điều trị 24, bệnh viện đa khoa khu vực 11, bệnh viện Nhật Tân 13. Tổng số F0 phát hiện tại Châu Đốc là 2.517, trong đó tái dương tính 8, khỏi bệnh 1.808, tử vong 88. 15 trường hợp tử vong từ ngày 7 tháng 11 năm 2021 đến 6 tháng 12 năm 2021 đã có mã số bệnh nhân. Hiện đang quản lý điều trị 621, trong đó có 325 F0 được điều trị tại nhà từ ngày 3 tháng 11 năm 2021 cách ly điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc 52, Bệnh viện Nhật Tân 62 F0. Ngoài ra, Bệnh viện Nhật Tân còn điều trị 9 F0 của Châu Phú, 4 F0 của Tịnh Biên, 14 F0 của Tân Châu, 6 F0 của Phú Tân, 5 F0 của An Phú, 1 F0 của Tri Tôn. Trung tâm Y tế cơ sở điều trị 13, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 47, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 122, Cách ly tại nhà. Bệnh mới 32, chuyển tầng điều trị 17, khỏi bệnh 137, tử vong chưa có mã số bệnh 1, hiện đang quản lý 325. Cơ sở cách ly tập trung 121, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú 16, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 33, bệnh viện Nhật Tân 14 F1. Ngoài ra, bệnh viện Nhật Tân còn 2 F1 của Tân Châu, 3 F1 của An Phú, 2 F1 của Phú Tân, 1 F1 của Châu Phú. Trường Thủ Quang Huân 7 trường Châu Thị Tế 43. Cách ly tập trung, trong thành phố có 2 điểm cách ly các trường hợp không triệu chứng. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, dân tộc nội trú và một điểm cách ly điều trị, Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, quản lý 404 người, 5.164 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 2.656 người và 9.280 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thành phố Châu Đốc đã đăng nội dung thông tin tuyên truyền và các bước sử dụng dịch vụ dụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố để thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thường xuyên thực hiện tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tạo tài khoản đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 34. Năm 2021, tổng số thủ tục hành chính cấp quyền cấp xã được triển khai trên hệ thống 643 thủ tục số lượng dịch vụ công mức độ 34, 136 thủ tục, hồ sơ trực tuyến mức độ 34, 5069 hồ sơ, đạt tỷ lệ 75%, hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cấp quyện, 9910 hồ sơ, đã giải quyết 7615 hồ sơ, xử lý đúng trước hạn 7514 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%, hồ sơ đang giải quyết 2295 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cấp xã 6.085 hồ sơ, đã giải quyết 5.837 hồ sơ, xử lý đúng trước hạn 5.800 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%, hồ sơ đang giải quyết 248 hồ sơ. Thông qua địa chỉ tiếp nhận và đường dây nóng, trong năm 2021, các cơ quan chuyên môn thuộc Quỹ ban nhân dân thành phố và Quỹ ban nhân dân các xã phường không nhận được phản ánh kiến nghị nào về quy định hành chính và hành vi hành chính. Do đó, việc xử lý phản ánh kiến nghị không phát sinh trên địa bàn thành phố. Theo giám đốc Sở Y tế An Giang, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số ca mắc và tử vong có xu hướng gia tăng. Trong đó, có nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện trễ khi đến cơ sở điều trị đã trong tình trạng sức nặng, nguy cơ tử vong cao. Thời gian qua, đường dây nóng của Sở Y tế An Giang cũng nhận rất nhiều phản hồi, ý kiến của người dân về việc quản lý chăm sóc, theo dõi điều trị F0 tại nhà để tạo kênh thông tin giúp người dân. Người nghi ngờ mắc COVID-19, người F0 đang cách ly điều trị tại nhà có thể được tư vấn, kết nối với các nhân viên y tế, cơ sở điều trị khi cần thiết. Sở Y tế An Giang phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đoàn An Giang, Hội Thiếu thuốc trẻ tỉnh An Giang thành lập Tổng đài tư vấn sức khỏe F0 tại nhà. Tổng đài một số điện thoại toàn tỉnh và các nhánh tại 11 địa phương. Đơn vị phụ trách chính là Hội Thiếu thuốc trẻ của tỉnh Đoàn An Giang, cơ quan hỗ trợ là Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông. Tổng đài nhận cuộc gọi từ người dân, người nghi mắc bệnh F0, ghi chép tình trạng người bệnh, thông tin cần tư vấn, cập nhật lên hệ thống và chuyển về chi nhánh của địa phương, liên hệ các cơ quan chức năng hỗ trợ kịp thời cho người bệnh. Cấp thẻ căn cứ công dân cho người dân là một chủ trương của chính phủ, góp phần cải cách hành chính, giảm các loại giấy tờ hành chính, chuyển đổi số trong tương lai. Thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử là giấy tờ tùy thân của công dân, có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng chữ ký số, hạ tầng khóa bảo mật công khai, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần, có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân. Trong chip điện tử của căn cứ công dân có khả năng lưu trữ thông tin sinh trắc học như dấu dân tay, cho phép xác thực bảo đảm chính xác con người, thực hiện ký số, như vậy thông tin chủ thẻ được định danh một cách chính xác giảm thiểu mọi nguy cơ về giả màu thẻ đảm bảo an toàn bảo mật nhất là trong các giao dịch tài chính việc tích hợp chip trên căn cứ công dân đem lại tính linh hoạt khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin dữ liệu trên chip có thể được truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chip giúp cho việc xác định danh tính được thực hiện ngay người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ căn cứ công dân có gắn chip sẽ thực hiện được các giao dịch thẻ căn cứ công dân có gắn chip điện tử không có chức năng định vị theo dõi để xác định vị trí của công dân trong trường hợp bị mất thẻ căn cứ công dân gắn chip người dân cũng không có nguy cơ lộ lọt thông tin vì vậy người dân không nên quan mang lo lắng khi làm loại thẻ này có thể thấy lợi ích và hiệu quả của việc làm thẻ căn cứ công dân là rất rõ ràng khi công dân được đảm bảo quyền lợi về căn cứ công dân được phục vụ giao dịch cá nhân nhanh chóng thuận tiện tiết kiệm chi phí công sức đi lại cùng với đó các cơ quan nhà nước kết nối khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý nhanh chóng chính xác độ tin cậy cao minh bạch hóa các thủ tục hành chính rút ngắn thời gian trả kết quả của các dịch vụ hành chính công tiến tới xây dựng chính phủ số chính phủ điện tử tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến kinh tế rất khó khăn, nhưng kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Châu Đốc đến ngày 5 tháng 12 năm 2021 đã đạt, vượt chỉ tiêu so nghị quyết năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước, trung ương, tỉnh, quyện, xã là 3,696 tỷ đồng lũy kế 225,419 tỷ đồng, đạt 140,41% chỉ tiêu tỉnh giao và 124,86% chỉ tiêu của thành phố. Tổng thu quyện xã từ kinh tế là 2,619 tỷ đồng, lũy kế 198,020 tỷ đồng, đạt 127,03% chỉ tiêu tỉnh giao và 112,58% chỉ tiêu của thành phố. Tổng chi ngân sách địa phương 16,770 tỷ đồng, lũy kế 427,497 tỷ đồng, đạt 101,33% chỉ tiêu tỉnh giao và 96,74% chỉ tiêu thành phố. Bên cạnh đó, thành phố tích cực vận động khuyến khích phát triển hộ kinh doanh cá thể, số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đăng ký mới, cấp mới 10 hồ sơ, lũy kế từ đầu năm 466 hộ, chỉ tiêu 2021 500 cơ sở. Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông hướng đến chính quyền số nền kinh tế số xã hội số nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành thúc đẩy cải cách hành chính trong toàn hệ thống chính trị nâng cao năng lực cạnh tranh phục vụ người dân xã hội nâng cao sự hài lòng chất lượng cuộc sống cho người dân tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành kế hoạch số 24 trên KHUBND ngày 5 tháng 2 năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố trên nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0 năm 2021 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án an gian điện tử năm 2021 trên địa bàn thành phố. Trong năm 2021, tình hình triển khai sử dụng phần mềm iOffice, số lượng gian bản, Đến được cập nhật vào phần mềm là 122.741 gian bản, có ký số 107.426 gian bản, không ký số 15.315 gian bản. Số lượng văn bản đi được cập nhật và xử lý trên phần mềm 25.453 gian bản, có ký số 24.282 gian bản, không ký số 1.171 gian bản. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, tổng hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính công ích 3.496 hồ sơ, trong đó trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích 28.414 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính công ích 4.775 hồ sơ tính đến ngày 2 tháng 12 năm 2021, nông dân thành phố Châu Đốc thu hoạch lúa thu đông được 282,3 trên 5.078,42 ha, đạt 5,55% diện tích xuống giống, năng suất bình quân 5,96 tấn trên 1 ha, giá bán trung bình 5.700 đồng một ký. Ngay khi thu hoạch lúa thu đông để hạn chế ốc vô vàng đẻ trứng, nguồn sâu hại lây lan và ngộ độc hữu cơ cho lúa đông xuân, hiện nay tình hình thời tiết thủy văn và rầy nâu bệnh vàng lùng, lùng xoắn lá có diễn biến rất phức tạp, khuyến cáo nông dân trên địa bàn thành phố tuân thủ lịch xuống giống của địa phương, không được nóng dội xuống giống vụ đông xuân do khả năng rầy nâu mang mầm bệnh từ các tỉnh lân cận di trú đến ruộng với mật số cao vào đầu vụ. Đến nay nông dân thành phố Châu Đốc đã xuống giống vụ lúa đông xuân 2021-2022 được 507,3 trên 6.450,08 hectare, đạt 7,86% so với kế hoạch. Trong năm qua, đi đôi với việc xây dựng tổ chức hội chứng mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B còn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở hội. Một trong các phong trào nổi bật thu hút được nhiều cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả là phong trào phụ nữ tiết kiệm đã thành lập tổ tiết kiệm theo gương bác thông qua hình thức nuôi heo đất. Trong năm thành lập hai tổ nuôi heo đất tiết kiệm theo gương bác với 50 thành viên. Mỗi ngày các chị tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt trong gia đình bằng cách bỏ ống heo tùy vào hoàn cảnh gia đình, hội viên mà mỗi chị có cách tiết kiệm tiền cho phù hợp. Sau mỗi đợt sinh hoạt mô hình qua một năm, sẽ khui hai tổ nuôi heo với tổng số tiền là trên 65 triệu đồng. Mỗi chị thu được số tiền tiết kiệm từ 350.000 đến 4 triệu đồng. Từ số tiền này, các chị sử dụng vào buôn bán nhỏ ngay tại nhà để phát triển kinh tế gia đình hay mua đồ dụng cụ học tập cho con em mình. Quá việc học tập theo cương bác như mô hình nuôi heo đất đã tạo cho chị em phụ nữ có thói quen tiết kiệm trong chi tiêu cũng như giáo dục trong cán bộ hội viên phụ nữ học tập tấm gương đạo đức của bác thông qua những hành động và việc làm cụ thể thiết thực. Ngày 6 tháng 12, phường Châu Phú A tiếp tục tổ chức tiêm vét vaccine phòng covid-19 cho các đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn phường. Tại điểm tiêm trường tiểu học Nguyễn Huệ, ban chỉ đạo phường phân bổ tổ vắc xin phòng Covid-19 Pfizer mũi 1 cho 27 em từ 12 đến 17 tuổi, Pfizer mũi 1 cho 69 người và mũi 2 cho 1 người từ 18 tuổi trở lên. Ngoài ra, trạm y tế phường còn đang thực hiện tổ tiêm lưu động tại nhà cho những người cao tuổi có bệnh nặng, đi lại khó khăn ở 11 khóm. Qua một buổi thực hiện tiêm vét vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng trẻ em và người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn phường Châu Phú A được đảm bảo an toàn không có trường hợp phản ứng nặng nào sau tiêm. Trong quá trình tiêm chủng, trạm y tế phường đã phân bổ đội ngũ nhân viên y bác sĩ và các lực lượng tình nguyện hỗ trợ ở 11 khóm thực hiện đúng các yêu cầu về đảm bảo an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị đầy đủ nhân sự và các loại thuốc, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp xảy ra phản ứng nặng sau tiêm chủng. Chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 toàn dân được xem là chiến dịch có ý nghĩa rất quan trọng, cùng với thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả trên địa bàn phường, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng vững mạnh, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân, Đoàn Thanh niên, Trạm Y tế Phường và Chùa Châu An, Phường Vĩnh Huân tổ chức đoàn đến thăm hỏi và tặng quà gồm những nhu yếu phẩm và thuốc chữa bệnh cho các trường hợp F0 đang thực hiện cách ly tại nhà trên địa bàn phường. Theo đó, đoàn đã đến nhà từng hộ F0 để thăm hỏi và trao những phần quà nhu yếu phẩm gồm mì gói, bánh ngọt và những túi thuốc an sinh gồm hạ sốt, tăng sức đề kháng, ho khan, sổ mũi, đau rác dạ dày và thuốc trị các bệnh thông thường. Thuốc xong phòng bệnh COVID-19, mỗi túi thuốc gửi đến từng hộ dân đều kèm theo hướng dẫn sử dụng. Việc hỗ trợ kịp thời của địa phương là nguồn động viên san sẻ một phần lo âu giúp các hộ F0 đang thực hiện cách ly tại nhà, yên tâm điều trị bệnh, tạm thời vượt qua những khó khăn trước mắt, tiếp tục cùng với chính quyền địa phương phòng chống đại dịch và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Hiện thời tiết đang bước vào giai đoạn chuyển giao, tạo điều kiện thuận lợi cho mũi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh trưởng phát triển. Vì vậy, Trạm Y tế phường Dĩnh Mỹ tăng cường tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Qua đó góp phần ngăn chặn kịp thời không để bệnh bùng phát thành ổ dịch. Theo báo cáo của Trạm Y tế phường Dĩnh Mỹ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ ghi nhận 14 ca mắc sốt xuất huyết, Trạm Y tế phường xử lý 5 ổ dịch và 6 ca tay chân miệng. Để tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, Trạm Y tế phường chủ động giám sát các tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Trạm Y tế Phường Vĩnh Mỹ dẫn động bà con thực hiện các biện pháp như diệt mũi, lăng quăng và phòng chống mũi đốt. Ngoài ra, đậy kính tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng, thực hiện ngủ màng, mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống bệnh. Khi biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được khám tư vấn điều trị, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh bệnh lây lan rộng. quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay ma túy, cờ bạc, tệ nạn xã hội, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thương tích vẫn còn xảy ra, gây bức xúc ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Để cùng các cấp các ngành giữ gìn sự bình yên của địa bàn, nhiều mô hình phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh tổ quốc của lực lượng công an thành phố châu đốc đã được triển khai trong cộng đồng dân cư và được người dân trên địa bàn thành phố châu đốc hưởng ứng tích cực cung cấp nhiều tin báo tố giác tội phạm hoặc trực tiếp hỗ trợ lực lượng chức năng phá án góp phần đảm bảo an ninh trật tự tùy vào đặc thù của từng địa bàn mà thành lập mô hình ở những địa bàn trọng điểm về thương mại dịch vụ du lịch có nhiều lao động nhập cư tạm trú thì các mô hình gắn giới an ninh công nhân đảm bảo an ninh trật tự nhà trọ, phòng chống tín dụng đen, các tệ nạn ma túy, đánh bạc ở địa bàn biên giới, các mô hình thường gắn phòng chống tội phạm với quốc phòng an ninh như bảo vệ chủ quyền, đường biên cột mốc, phòng chống buôn lậu ma túy. Qua thời gian thực hiện, các mô hình đều mang lại hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và được củng cố duy trì phát quy nhân rộng. Những năm gần đây, trên địa bàn thành phố Giô Đốc có những mô hình phát huy được ưu thế của công nghệ trong quản lý, giám sát tình hình an ninh trật tự địa bàn. Trong đó nổi bật là mô hình camera giám sát an ninh trật tự được triển khai ứng dụng rộng rãi trên toàn thành phố. Đồng thời phát huy ưu thế của mạng xã hội, những năm gần đây, mô hình Zalo phòng chống tội phạm cũng được triển khai, thực hiện mang lại hiệu quả cao không chỉ tiếp nhận được nhiều thông tin về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, tố giác tội phạm từ người dân, những trang Zalo này còn là kênh thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật rất hữu ích nhanh chóng. Thông qua trang Zalo, lực lượng công an đăng tải nhiều nội dung liên quan đến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để người dân nắm bắt thực hiện tốt, đặc biệt nhiều thông tin về tình hình an ninh trật tự, thủ đoạn của các loại tội phạm được đăng tải để khuyến cáo người dân cảnh giác từ các phong trào mô hình người dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho các lực lượng chính quyền để kịp thời phòng ngừa đấu tranh với tội phạm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn nhờ đó nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự đã được giải quyết nhanh chóng tại cơ sở bên cạnh đó điểm chung của các mô hình là tập hợp khối đoàn kết trong nhân dân để chung tay giữ vững an ninh trật tự địa bàn qua đó nâng cao khơi dậy vai trò ý thức trách nhiệm của người dân thành phố Châu Đốc trong chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản và phát hiện tố giác tội phạm. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Người dân thành phố Châu Đốc tích cực tham gia phòng chống tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, HIVS từng là nỗi đe dọa lo sợ của con người trên khắp hành tinh này. Hội chứng gây suy giảm miễn dịch ở người do nhiễm phải virus HIV đã gieo rắc cái chết trẻ cho hàng triệu người thông qua đường máu, đường tình dục lây từ mẹ sang con. Những người nghiện hút chích ma túy, quan hệ tình dục không lành mạnh sẽ có nguy cơ nhiễm HIV cao. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Phòng chống HIVS trách nhiệm của mỗi người. Dưới sự giàu cuộc của cộng đồng quốc tế nói chung và sự quyết tâm của chính phủ Việt Nam, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh nói riêng, chúng ta đã từng bước ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch HIVS. Tuy nhiên, HIV vẫn là mối đe dọa sức khỏe tính mạng con người nếu chủ quan lơ là, thiếu kiến thức và kỹ năng phòng tránh. Mới đây, Quốc hội đã thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. HIVS, qua đó cho thấy quyết tâm phòng chống HIVS của nước ta tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và điều kiện cần thiết để công tác phòng chống HIVS có hiệu quả, hiệu lực hơn trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu vào năm 2030 về cơ bản Việt Nam chấm dứt dịch bệnh S. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống S 1 tháng 12, Ủy ban Quốc gia phòng chống S và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm phát động trong cả nước tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS năm 2021. Năm 2021, Việt Nam chọn chủ đề tháng hành động là 31 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch S tại Việt Nam. Theo đó, các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông đại chúng triển khai hiệu quả tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng tránh HIVS, từng bước thực hiện mục tiêu kết thúc đại dịch HIVS tại Việt Nam. Để thực hiện tốt thắng hành động phòng chống HIVS trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể nên tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông mang lại hiệu quả thiết thực trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả, như treo băng rôn tại trụ sở làm việc, tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức phòng chống HIVS cho cán bộ công nhân viên của đơn vị. Các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng đăng tin, phát sóng tuyên truyền các thông điệp về phòng chống HIVS không phân biệt đối xử kỳ thị đối với người nhiễm HIVS. Các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức vận động sự ủng hộ của các nguồn lực xã hội, tổ chức thăm hỏi động viên thân nhân gia đình, người nhiễm HIVS, an tâm điều trị bệnh, tránh lây bệnh cho cộng đồng. Tuyên truyền vận động người có nguy cơ dễ bị lây nhiễm HIV, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc điều trị HIVS như tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện, chăm sóc và điều trị ARV, điều trị thay thế bằng thuốc methadone cần quan tâm nhóm đối tượng có nguy cơ cao, các khu vực dùng sâu, dùng xa, dùng biên giới. Lưu ý, truyền thông về lợi ích của xét nghiệm, điều trị HIV sớm nhằm thực hiện mục tiêu 90-90-90, cướp phần đạt mục tiêu chiến lược quốc gia kết thúc dịch bệnh S vào năm 2030. Để phòng chống HIVS, mỗi người hãy sống có trách nhiệm với sức khỏe, sự an toàn của chính mình, gia đình mình, cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất mà cả sức khỏe tinh thần của người dân, trong đó học sinh là những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thực tế cho thấy, bên cạnh lo lắng về sự an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, việc học trực tuyến kéo dài, thiếu sự tương tác với môi trường bên ngoài là những vấn đề mà học sinh cảm thấy áp lực nhất. Những tác động tiêu cực của dịch bệnh dễ tạo nên cho các em biểu hiện căng thẳng tâm lý là giải pháp phù hợp nhất trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng cũng phải nhìn nhận rằng việc học trực tuyến kéo dài gây nên nhiều tác hại về sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh những ảnh hưởng tiêu cực đối với mắt cuộc sống hô hấp cho cả học sinh và giáo viên khi tiếp xúc liên tục với màn hình máy tính điện thoại trong thời gian học trực tuyến đã được ghi nhận về mặt tinh thần tâm lý khả năng truyền cảm kết nối giữa thầy và trò rất hạn chế qua khảo sát tại nhà trường đa số các em mong muốn đến trường học trực tiếp phụ huynh mong muốn cho con em trở lại trường tuy nhiên điều họ quan tâm nhất là việc đảm bảo an toàn khi mở cửa trường học trở lại về vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh do diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh nên hoạt động tư vấn tâm lý hỗ trợ về sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh là một trong những nội dung quan trọng mà ngành giáo dục và đào tạo thành phố tập trung trong năm học này Ngành tập trung triển khai hoạt động này từ đầu năm học, trong đó chú trọng tập quấn cho đội ngũ giáo viên biện pháp hỗ trợ học sinh về mặt tâm lý. Các trường xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh, giúp các em vượt qua những sang chấn tâm lý nếu có. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, thành viên nhóm nghiên cứu, dịch COVID-19 đã làm trầm trọng, trọng hơn những vấn đề và áp lực tâm thần ở học sinh nói riêng và cả sinh viên, học viên cũng không ngoại lệ. Từ kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu cho rằng các cơ sở giáo dục nên có những biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh có một tinh thần tốt khi tham gia học tập trực tuyến trong thời gian tới. Trong đó, cần khai thác tốt những dịch vụ chăm sóc đời sống tinh thần cho các em, tăng cường công tác phối hợp với phụ huynh học sinh để hỗ trợ hướng dẫn các em tại gia đình tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến giữa ban giám hiệu, giáo viên, chủ nhiệm với các em học sinh để tăng sự tương tác, giúp tạo tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng sau những giờ ngồi học trực tuyến căng thẳng. Mặt khác, cần bố trí thời gian dạy và giải lao hợp lý để tránh tình trạng tiếp xúc với màn hình máy tính hay điện thoại quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Quý vị và các bạn vừa nghe bài quan tâm tới sức khỏe tinh thần học sinh khi học trực tuyến kéo dài. Quý vị và các bạn thân mến, không ngại khó khăn dứt giả, không cần bất cứ khoản thù lao sau mỗi lần sửa chữa hay dậm giá những con đường xuống cấp. Suốt nhiều năm qua, chú Lê Văn Lũy cùng với tổ từ thiện dậm giá đường đã làm hết mình bằng cái tâm của mình, thầm lặng mang những điều tốt đẹp lan tỏa sâu rộng, khơi dậy phong trào thi đua người tốt việc tốt trong cộng đồng dân cư. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài gương người tốt việc tốt trong cộng đồng dân cư. Thời gian qua, phong trào gương người tốt việc tốt gắn với việc học tập và làm theo bác trên địa bàn phường Vĩnh Quân được đông đảo cán bộ công chức viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Từ đó xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực đời sống, văn hóa và xã hội. Điển hình là tấm gương chú Lê Văn Lũy, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố Khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Quân, và cũng là tổ trưởng tổ từ thiện dậm giá đường. Gương người tốt việc tốt trong cộng đồng dân cư về việc thực hiện dậm giá một số tuyến đường giao thông và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Chú Lê Văn Lũy, sinh năm 1967, có quá trình tham gia công tác tổ dân phố từ năm 2013 đến nay và giữ chức tổ trưởng tổ dân phố thuộc Khấm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Quân. Sở dĩ gắn bó lâu như thế, bởi chú xác định đây là công tác xã hội cần tham gia để đóng góp một phần nhỏ công sức của mình để cùng nhau xây dựng phường nhà phát triển. Vì vậy, trong suốt thời gian công tác, chú luôn nhiệt tình, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nói về tổ từ thiện dậm giá đường, phường Vĩnh Quân là gắn liền với chú Lê Văn Lũy bởi chú là người sáng lập ra tổ. Chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm, nguyên nhân do trên địa bàn phường có nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng đã lâu năm xuất hiện ổ gà sụp lúng trước tình trạng xuống cấp của những tuyến đường đặc biệt đoạn đường tuy biên thuộc khóm vĩnh chánh 2, với mong muốn mọi người tham gia giao thông trên tuyến đường này được an toàn nên chú rủ thêm vài người bạn ở khóm thành lập tổ tư thiện dậm giá đường gồm 8 thành viên tham gia gấp chút công sức và thời gian để giá ổ gà, ổ voi, sửa chữa đường bị sụp lúng cho bà con đi lại an toàn. Kinh phí để thực hiện các công trình phần lớn được vận động xã hội hóa từ các nhà hảo tâm người dân trên địa bàn phường đóng góp như cát, đá, nguyên vật liệu khác. Ấm lòng hơn là bà con khu vực được sửa chữa cũng hỗ trợ nhiệt tình cho tổ trong quá trình thực hiện. Thành viên của tổ từ thiện dậm giá đường rất đa dạng, từ thanh thiếu niên đến những cụ đã qua cái tuổi xưa nay hiếm. Điều bất ngờ là cả đội không ai làm thợ xây dựng hay làm cho một công ty nào cả. Các thành viên trong đội tự mây mò học cách trộn xi măng, trộn hồ, rồi nấu nhựa đường, các bước tráng đường. Phương tiện của đội chỉ là một chiếc xe ba gác dùng để chở các dụng cụ của đội. Thế mà những con người ấy đã âm thầm dậm giá cho hơn 30 km con đường trong suốt 5 năm qua tất cả chỉ bằng tấm lòng thiện nguyện. Mặt khác, trên cương vị người tổ trưởng tổ dân phố, chú luôn tích cực phối hợp với các hội đoàn thể khóm làm tốt công tác dân dận, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động người dân làm đường, tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, chăm lo cho hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, bản thân chú luôn làm tốt công tác nắm tình hình, an ninh, trật tự, phản ánh kịp thời các vụ việc vi di phạm hành chính, vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khớm cho Ban Bảo vệ Dân phố Phường. Công an Phường giải quyết không để những vụ việc trở nên phức tạp. Đồng thời, qua các buổi hợp dân ở khớm, chú cũng phổ biến tuyên truyền nâng cao cảnh giác ý thức phòng ngừa tội phạm tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nhằm vận động nhân dân trong khóm tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng khu dân cư, hộ gia đình an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm tệ nạn xã hội. Trong cuộc sống thường nhật, chú luôn hoàn thành tốt vai trò của người chồng, người cha và người ông mẫu mực. Mặc dù việc công bận rộn đã chiếm hầu hết thời gian của chú, nhưng mỗi khi có thời gian dành cho gia đình, chú lại luôn tay luôn chân, không để mình ngơi nghỉ. Với suy nghĩ giảng đơn, muốn người dân làm và nghe theo mình thì trước hết bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Do đó, chú luôn cố gắng xây dựng đời sống kinh tế ngày một phát triển để đảm bảo cuộc sống ấm no cho gia đình, dạy bảo con cháu những điều hay lẽ phải, lấy phẩm chất đạo đức làm chuẩn mực của cuộc sống. Vì vậy, bản thân chú và các thành viên trong gia đình luôn được bà con nhân dân trong khu dân cư quý mến. Nhiều năm liền gia đình chú được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương, bản thân chú cũng được nhận nhiều bằng khen và giấy khen của phường. Thưa quý vị và các bạn, già yếu, bệnh tật, buồn chán, điều kiện sống khó khăn, thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe là những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến việc ăn uống, khiến người cao tuổi gặp phải tình trạng suy dinh dưỡng. Theo nhiều nghiên cứu ở Việt Nam, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trong cộng đồng có nguy cơ suy dinh dưỡng khoảng 10% và có thể lên tới 50% khi nằm viện. Cụ bà Nguyễn Thị Tư, 70 tuổi, ở phường Vĩnh Mỹ, thành phố đà Đốc, mang trong mình nhiều thứ bệnh gồm thiếu máu cơ tim, cao huyết áp, đái tháo đường, đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, việc điều trị bệnh không liên tục, chỉ khi nào đau nhức quá bà Tư ra tiệm thuốc tây mua vài liều về uống tạm. Ban đêm, bà thường xuyên lên cơn khó thở, giấc ngủ chập chờn không ngon giấc. Tuổi cao nhưng cuộc sống tuổi xế chiều của bà Tư nhiều khốn khó. Mỗi ngày bà ở nhà trông cháu nội dọn dẹp nhà cửa, cho con trai đi làm thuê. Bữa ăn thường xuyên của gia đình chỉ với hộp dịch kho và mớ rau hái cập mé sông trước nhà. Ăn uống kham khổ lại thêm lo lắng dịch bệnh. Gần đây bà Tư sụp cân, luôn thấy mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt. Nhiều người quan niệm tuổi cao không lao động nhiều nên không cần ăn uống nhiều. Nhưng thuốc men thì không thể thiếu. Một số cụ uống thuốc thay cơm mỗi ngày, lệ thuộc vào thuốc như liệu pháp tâm lý để chữa trị bệnh tật, giật dậy sức khỏe tuổi xế chiều. Theo các bác sĩ chuyên khoa lão khoa, việc ít vận động, ít chú ý dinh dưỡng cũng như thiếu quan tâm đến đời sống tinh thần khiến tuổi già ngày càng lún sâu vào vòng tròn ốm đau bệnh tật cô đơn. Tại các khoa khám bệnh ở các bệnh viện đa khoa hay khoa chuyên khoa lão học, lượng người cao tuổi mắc bệnh mãn tính đến khám và điều trị chiếm gần 50% tổng số bệnh nhân. Mỗi người cao tuổi trung bình mắc đồng thời từ 2 đến 3 bệnh mãn tính trở lên sự lão quá thường kèm theo những thay đổi về sinh lý có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng dinh dưỡng người cao tuổi suy giảm tri giác dị giác khứu giác có thể làm giảm sự thèm ăn ngoài ra sức khỏe răng miệng kém dẫn đến khó nhai cùng với chế độ đơn điệu kém chất lượng làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng ở người cao tuổi việc sử dụng thuốc thường xuyên lạm dụng thuốc gây ra quá trình tương tác thuốc và chất dinh dưỡng làm giảm cảm giác ngon miệng giảm khả năng hấp thu chuyển quá chất dinh dưỡng các yếu tố về tâm lý giai đoạn cuối đời cũng ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng, thể trạng của người cao tuổi. Theo các chuyên gia y tế, tình trạng suy dinh dưỡng ở người cao tuổi làm gia tăng nguy cơ mắc các loại bệnh, gia tăng nguy cơ nhập viện, kéo dài thời gian điều trị, dẫn đến nhiều biến chứng do nhiễm trùng bệnh viện, bục dích mổ, chậm lành vết thương, lết tì đè do nằm lâu. Người có chỉ số cơ thể BMI dưới 18,5 được chẩn đoán suy dinh dưỡng. Tính BMI bằng cách lấy cân nặng kg chia chiều cao mét bình phương. Nhưng suy dinh dưỡng không chỉ dựa vào cân nặng mà còn được chẩn đoán bằng các yếu tố khác như sụt giảm chế độ ăn, sụt giảm khối mỡ dự trữ, teo cơ, khả năng di chuyển và các vấn đề tâm thần kinh. Để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, người cao tuổi cần được cung cấp chế độ ăn phù hợp, vừa đủ năng lượng nhưng giàu các chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm, vitamin và khoáng chất. Mặc dù nhu cầu năng lượng có giảm dần theo tuổi, nhưng nhu cầu chất đạm, vitamin và khoáng chất khác không thay đổi mấy so với người trẻ tuổi. Do đó, người cao tuổi phải có chiến lược ăn ít nhưng chất lượng với một chén cơm lưng mỗi bữa, trung bình 200 g thịt, cá và 3-4 phần rau, 2 ly sữa mỗi ngày. Người cao tuổi cần tăng cường vận động thể lực thể thao dừa sức và tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 30 phút mỗi ngày ăn uống vận động hợp lý không chỉ giúp người cao tuổi phòng chống suy dinh dưỡng mà còn giúp phòng chống loãng xương, sụt giảm khối cơ và giảm nguy cơ té ngã dẫn đến gãy xương bệnh lý. Người thân chăm sóc người cao tuổi cần chú ý nấu thức ăn mềm, dễ nhai, chia nhỏ bữa ăn, cung cấp bữa phụ để người cao tuổi ăn thêm. Trình bày thức ăn đẹp mắt, ăn chung bữa với người thân là những yếu tố phụ nhưng góp phần tăng khẩu vị, kích thích người cao tuổi ăn uống đầy đủ. Bên cạnh đó sử dụng thêm sữa giàu năng lượng và khám tư vấn dinh dưỡng nếu ăn uống quá kém, không đủ nhu cầu. Quý vị và các bạn vừa nghe bài tăng cường dinh dưỡng cho người cao tuổi. quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt